Giờ này đó là hai giờ 45 buổi ban ngày. Mấy người này là mấy người Mỹ, người ta làm này là người ta làm cả ngày, người ta làm từ 8 giờ đến 4 giờ rưỡi. Có mấy cái xe thang này người ta lên cánh người ta làm mới được, xe này nó cao. Chiếc này là chiếc 767 các bạn, 767. Chiếc này là chiếc Cagoule. Chiếc này là của Canada. Nó chở hàng các bạn, chở hàng từ Canada đi châu Âu, Mỹ. Khi mà làm si chết xong đó thì chiếc này nó sẽ sơn lại hết, nó cũng chở hàng nhưng mà nó sơn lại hết màu màu vàng ba sọc đỏ là giống như là của DSL á quý bạn, DSL cũng chở hàng. Thì cái Cagoule này nó cho thuê cho một cái hãng khác thuê cái máy bay của nó. Chiếc này nó dài khoảng, mình không biết cái thông số, nó chưa coi, chắc khoảng 6-70 mét đó. Sải cánh cũng vậy, thường sải cánh nó dài hơn cái thân tí xíu. Để mình coi cái thông số lại. Ban ngày thì có người Mỹ người ta làm nhiều hơn, tối thì có Việt Nam. Hello, bye bye, bye bye.